sai phạm hàng loạt tại đài VT và TH tỉnh Thừa Thiên Huế, đề nghị thu hồi hơn 272 triệu đồng. Ngày 1 tháng 11, tin từ Thanh tra tỉnh Thừa Thiên cho biết, đơn vị này vừa ban hành kết luận thanh tra số 974/KL/TTR về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đài phát thanh và truyền hình, đài VT và TH tỉnh này. Theo đó, trên cơ sở kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Tránh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị xử lý thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 272.323.000 đồng. Trong số đó có 249.833.500 đồng do việc đài này buông lỏng quản lý gây thiệt hại ngân sách nhà nước và 22.490.000 đồng về chi phí ban quản lý dự án hệ thống tổng khống chế, truyền dẫn phát sóng và hệ thống sản xuất hậu kỳ đã thanh toán vượt thời gian thực tế. Cụ thể, dự án hệ thống tổng khống chế, truyền dẫn phát sóng và hệ thống sản xuất hậu kỳ do đài VT và TH tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư, được điều chỉnh dự toán gần 6,5 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi trong tổng vốn đầu tư, theo hướng tăng một số hạng mục chi phí và giảm hạng mục dự phòng, hơn 302 triệu đồng, chiếm 51,4% chi phí dự phòng đã phê duyệt ban đầu. Điều này trái với quy định số 52/2016 quy định Ủy ban Nhân dân của Ủy ban Nhân dân tỉnh ngày 10 tháng 8 năm 2016. Ở gói thầu số 5, cung cấp và lắp đặt thiết bị của gia trị giá gần 5,9 tỷ đồng, chủ đầu tư ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Alpha, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán cao hơn giá trị tài sản thiết bị được thẩm định, hơn 5,6 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách hơn 249 triệu đồng. Việc sử dụng chi phí cho ban quản lý dự án đã sử dụng vốn ngân sách hơn 84 triệu đồng, không chứng minh được thời gian thực hiện của các thành viên tham gia ban quản lý dự án. Trưởng và phó trưởng phòng kỹ thuật, công nghệ được phân công theo dõi, giám sát từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017, nhưng được đài cho thanh toán từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2017 là không hợp lý, vượt thời gian tham gia ban quản lý dự án, được hưởng thêm gần 23 triệu đồng. Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Du, giám đốc đài, do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Ông Nguyễn Đình Vũ, trưởng phòng kế hoạch, tài vụ thiếu trách nhiệm, biết việc ông Nguyễn Khoa Na, phó trưởng phòng kế hoạch, tài vụ nâng giá trị thẩm định, thông đồng với đơn vị thẩm định giá, công ty BTC Value và liên đới trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Các cá nhân sai phạm xin nhận trách nhiệm và đề nghị xử lý hành chính. Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế, công trình sửa chữa, cải tạo hàng rào, chủ đầu tư ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Mai trước khi lập biên bản thương thảo hợp đồng là không đúng theo khoản 5, điều 55 và khoản 2, điều 56 nghị định số 63/2014 NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Bản vẽ hoàn công chưa điền đầy đủ các thông tin cần thiết là trái với thông tư 26/2016/TT-BSD ngày 26 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng. Liên quan đến những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý ông Nguyễn Văn Du, giám đốc đài VT và TH tỉnh, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với giám đốc đài VT và TH tỉnh.